Chào mọi người, mình đi chùa ở miền Bắc của nước Pháp. Ở đây là gọi là chùa Hồ Quốc. Nói chung là ở tuốt ở trên cao của nước Pháp. Thì hôm nay người ta tổ chức lễ. Đây là chùa gọi là chùa Hồ Quốc. Đây, chùa Hồ Quốc là bà gọi từ chùa Hồ Quốc. Đây, đừng đi vào chùa. Có những tượng Phật nằm bên đường. Ta phố. Bước qua chùa thấy cây tre. Ai, hàng tre. Wow. On va faire un tour ici avant de rentrer. Ai. Ai, tự phó thích cơ. Rất là đẹp. Mấy cái tượng Phật như thế này hoặc là những cái đồ mà trang trí cho cái chùa này đó các bạn là đến từ Việt Nam đó các bạn. Đa số là đến từ Việt Nam. Đó, những cái tượng to thì là to. Phải nói là chuyển qua được bên Pháp là cũng là một cái quá trình rất là công phu luôn ha. Nó nặng lắm á, mấy cái đá này nó nặng nhiều lắm á. Đây, ở đây là 18 vị La Hán nè. Đó, ngồi đủ kiểu hết. Rất là đẹp luôn. Ở đây á thì đất á, nó cũng đắt đỏ lắm, cho nên là cái chùa này nó cũng cái khuôn viên ở chùa này nó nhỏ nhỏ gọn gọn thôi, chứ không có lớn hoành tráng như ở Việt Nam á các bạn ha. Ở Việt Nam á những cái chùa phải nói là đi mỏi chân luôn. Còn ở đây là cái chùa như thế này là lớn rồi đó, đối với mình ở đây là nó lớn lớn cực kỳ rồi đó. Đó. Đó, Phật đang thuyết pháp này. Nếu mà ở Pháp đó, nói về chùa thì người ta sẽ nghĩ ngay đến người châu Á. Đó, tại vì những cái châu khác đó, châu Mỹ hoặc là châu Úc đó, nói chung là các châu khác đó, thì thường người ta có những cái đạo khác hoặc là đạo Thiên Chúa. Còn nói về đạo Phật đó, thì người ta sẽ nghĩ ngay đến là châu Á. Tại vì châu Á là người ta theo đạo Phật rất là nhiều đó, cho nên là khi bước vào đây là người ta nói ó chùa châu Á. Nhưng mà cũng không có phân biệt được, là người ta cũng không có phân biệt được là mình là người Việt Nam hay người Trung Quốc hay là người Thái Lan. Nhưng mà cái chùa thì phân biệt được nha, nhưng mà cái gương mặt thì hầu như người châu Á mình giống giống nhau. Nhưng mà ở chùa này cũng có nhiều người Tây vào đây để nghe thuyết giảng kinh, mà mình không biết là họ có hiểu hay không, mà đông lắm nha. Ê, chùa một cột. Đẹp ha. Chùa một cột. Ở bên trong chùa có vị Phật. Hòn Đông Bộ đẹp quá luôn. Đây, những bức hình. Cái này là đá. Đá rất là đẹp luôn. Những cái tranh này bằng đá được điêu khắc rất là đẹp, rất là tỉ mỉ luôn. Quá đẹp. Đó. Những bức tượng toàn bằng đá cực kỳ đẹp. Ai, chỗ này là Đức Phật cắt tóc đi tu này. Ai, Đức Phật đản sinh này. Đây là Mẹ Maya nè. Mình đi ngược, nãy mình đi ở đằng cuối. Đó, đúng ra là phải đi hướng này. Đó, từ khi Đức Phật đản sinh cho đến khi mà nhập Niết Bàn. Nhưng mà mình đi ngược. Bây giờ quay lại.
Thôi bây giờ mình đi vào bên trong. Đi vào bên trong. Hình này Đức Phật bằng gỗ rất là đẹp. Mấy cái bức tượng mà bằng gỗ như thế này là quý lắm các bạn ơi. Tại vì ở đây đó, người ta, những người Pháp đó, người ta không có điêu khắc những cái bức tượng như thế này. Đó cũng đến từ Việt Nam đó nha. Những cái bức tượng cũng đến từ Việt Nam hết. Ở Việt Nam mình đó, người Việt Nam mình cũng khéo léo lắm nha. Làm cái gì cũng tỉ mỉ và rất là đẹp. Mấy cái chị đến đây nè, ai cũng ăn mặc rất là đẹp. Ở đây mọi người bán bánh nè. Chào cô. Dạ. Ở đây đó, khi mà đi chùa đó thì những người dân ở đây này, người ta sẽ làm bánh, người ta bán để lấy cái tiền cho chùa. Thì nên là đến đây mua nhiều loại bánh mà muốn có thể làm. Giờ đây là sau giờ tụng kinh đó, mọi người vừa tụng kinh xong thì bây giờ là thầy đang giảng pháp, cho nên là mình lén lén quay một chút xíu mấy cái lưng của mấy cái bác ở ngồi đằng trước. Vừa đổi sân sang miền Nam Ấn Độ thì các vị thì tụng kinh xong rồi thầy giảng pháp một chút xíu rồi bây giờ thì mọi người đứng xếp hàng để thầy phát quà. Đó, thầy phát cho mọi người một chút xíu quà. Đó, đó, mọi người đứng xếp hàng rất là dài. Cái này là tượng của một sư thầy mà người ta tạo thành một cái mẫu mà giống hệt như cái người thật luôn á, nằm ở trong cái lồng kiến như thế này. Đó, thầy đang phát quà cho mọi người. Nói chung là ở đây đó, mà đi chùa đó mình gặp rất là nhiều người Việt, cho nên là ở đây rất là vui luôn. Nhưng mà bây giờ những cô dâu Việt á thì đa số là những ông chồng là người Tây, cho nên là thấy người Tây trong đây cũng rất là nhiều luôn. À, các bạn thấy không? Đó, cái xếp hàng đứng rất là dài luôn. Nói chung là ở châu Âu mà được một cái chùa to lớn như thế này là cũng vui lắm các bạn ơi, mừng lắm. Tại vì chùa cũng rất là đẹp luôn. Con chào thầy. Dạ, con cảm ơn thầy. Nói chung là nhận quà của thầy cũng rất là vui. Đó, thì mỗi người một ít, đó phần quà của mình nè. Có cái bánh đậu xanh, một trái quýt và một cái đồng tiền và một câu chúc. Những cái bức tượng ở trên bàn thờ cũng rất là đẹp luôn. Đó, bàn thờ, cái tủ thờ rất là đẹp luôn, cũng bằng gỗ. À, nói chung là mình cũng không biết bằng gỗ gì nhưng mà nhìn nó rất là đẹp luôn. Đó. Thì ở đây đó chủ đạo là màu xanh ha. Ở phía sau đó là màu xanh, nhìn mát mẻ. Đèn thì đèn màu vàng, ấm áp, xanh vàng, rất đẹp. Đó, cái bức tượng ở giữa đó là bằng đá mà màu xanh lá cây, rất là lạ lắm luôn. Đó, cái tượng Phật ở đây này. Đây giống như jade ha, giống như là gì, cẩm thạch màu xanh lá cây, rất là đẹp. Phật Quan Âm nhìn cũng rất là đẹp luôn. Nhiều tượng Phật lắm, nói chung là đủ thứ dạng kiểu Phật. Đó, Thi Chí Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát. Đây thì có một cái vị Phật Bồ Tát đây nè. Thì Phật Thích Ca chứ, cũng bằng gỗ luôn. Bức tượng nhỏ nhỏ mà rất là đẹp luôn. Được làm rất là tỉ mỉ. Đó, nhiều người đang đứng để xin quà. Đó, chưa xong, còn dài lắm. Wow,
làm lễ xong rồi, bây giờ đi ra ngoài. À, bây giờ mình đi ăn trưa với mọi người, ăn cơm chay. À, ở đây thì đi vào đây phải tháo giày ra. Đến đây thì nghe các bác nói chuyện tiếng Việt. Thì thường thường không có nghe tiếng Việt đâu các bạn. Thì cái chỗ mình ở đó chỉ toàn là người Tây. Đến đây mới nghe được tiếng Việt, nghe rất là vui. Thì mình quay sơ sơ về cái cảnh đi chùa ở Pháp cho các bạn xem chùa ở Pháp như thế nào, sơ sơ thôi ha. Mình xin chào mọi người nha. Chúc mọi người một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc nha. Xin hẹn gặp lại trong những video lần sau nha. Chào chào.